Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 17 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 17 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vụt ngang. Ở clip thứ 15, 16 vừa rồi, mình hướng dẫn các bạn cách vụt dọc, thì bây giờ sẽ là vụt ngang sang thế này. Đó, trước tiên để đứng thuận lợi cho tư thế, các bạn rút chân phải xuống ở tư thế thế tấn bình thường để luyện tập như thế này nhé. Đây, đang để nguyên như này, các bạn chỉ việc rút xuống bằng vai như này thôi. Đó, chân trước chân sau và không đứng cùng trên một mặt phẳng như này mà đứng rộng bằng vai như thế này. Đó, tiếp theo các bạn cầm côn về thế thủ cơ bản như thế này. Đó, một góc 45 độ nhé. Tiếp theo này, mình sẽ vụt trước, sau đó các bạn chú ý này. Đó, đấy là vụt ngang, sau đó đưa lên như này. Như sau này, nhả tay trái ra, đưa tay trái về đây như thế này. Chỉ việc nhả ra và đưa xòe bàn tay ra như này thôi. Sau đó tay phải, đồng thời tay phải đưa côn đánh vào thế này. Và tay trái đặt vào phía cổ tay phải, thân côn để trên vai như này. Đó, tiếp tục chúng ta lấy cái tay trái đẩy tay phải ra và vuốt côn ra như thế này. Đây, mình sẽ hướng dẫn ở gần để các bạn xem. Đấy nhá. Này, lên thế thủ cơ bản này, nhả tay trái đưa về đây, đưa thân côn đánh ngang, đưa về đây và tay này chống vào đây như này, chống vào như này, sau đó đẩy bung ra ngược lại như này, sau đó đánh lên, đánh này chậm này, bung này, lên này, bung này, lên này, đánh sang này, bung này, lên này. Đấy, khi sang này rất là thuận lợi là cái tay này nó đẩy cái tay này đi. Đây, cái này đi. Đây, mình đứng theo cái góc này cho các bạn xem nhé. Đây, lên như này. Đánh sang này. Đặt tay này vào đây nhé. Côn vắt lên cái vai này. Sau đó bung sang rồi. Lên. Đó. Ok. Giờ mình với bạn Đức sẽ thực hiện 10 lần liên tiếp nhé. Lên, thế thủ. Vị này. 1 2 Các bạn có thể nghe tiếng gió. 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Đó là cách vụt ngang như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.